Anh hẹn em ra đây có gì không? Anh muốn em thay thế Trinh tiếp cận thằng Khang giùm anh. Em được gì? Em yên tâm, em sẽ có phần. Nhà nó giàu lắm. Nguyên tắc của em anh biết rồi đó. Ok, anh hiểu. Anh đứng trước cho em. Anh không những đẹp trai mà còn chơi rất đẹp nữa. Em thích. Thôi được rồi, em về đi, có gì anh liên lạc. Em về nhé anh. Gọi cho em không được, em bị sao vậy? Mình chia tay đi. Sao lại chia tay? Chẳng phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao? Anh đã làm điều gì sai? Anh không làm gì sai cả, chỉ là em không muốn chúng ta yêu nhau nữa thôi. Anh xin lỗi, có chuyện gì em nói cho anh biết đi. Em không còn yêu anh nữa. Anh đã lừa dối em, qua đêm với một người con gái khác. Anh không còn gì để nói chứ gì. Anh xin lỗi, anh sẽ không như vậy nữa.
Em cho anh một cơ hội đi. Mai, anh đi về đi. Chân buồn thật buồn, gió se lạnh từng cơn thấm sâu vào tim. Anh cô đơn khi em đã xa rồi, cũng vì anh vô tâm để mất em. Mưa ơi mưa, chút thêm nhiều thật nhiều, dấu đi giọt lệ anh khóc thương tình ta. Đi lang thang tìm đâu chút thương nồng, như ngày xưa có nhau dịu êm. Chờ bình minh đến, anh mang trái tim yêu em, để xin một chút thương xót từ trái tim em. Hãy cho anh được chở che cho em suốt đời, chuộc tội lỗi khi anh đã vô tâm. Chẳng phải xin lỗi, cho anh cơ hội để cùng em xây giấc mơ ta từng mơ. Hello. Rồi. Bằng này đâu. Tiền thì chó. Thôi về đi, mai em lên gửi lại. Còn chuyện Khang, em lo tới đâu rồi? Yên tâm đi, chắc chia tay rồi. Cố mà lôi nó vào cuộc chơi đó. Ok, cứ để Trinh lo. Ủa Vũ, dạo này bụi dữ vậy mày? Khang đang chán, mai chia tay Khang rồi. Quên mai đi, đời mà con gái thiếu gì mà mày phải buồn. Lên xe đi, tao dẫn mày tới một nơi, bảo đảm mày sẽ rất vui. Lên đi. Phút giây yêu lòng đánh mất đi chính mình, sống trong sang giàu mà tâm hồn lạnh giá. Ước mơ yên bình đến nay xa nhà, có bao nhiêu tiền cũng
làm chi. Uống đi. Vô, vô nè. Những tháng năm yên bình, nhưng biết tìm nơi đâu. Đừng có buồn nữa, lát nữa sẽ có cái cho mày vui, yên tâm đi. Ok. Vô. Dẫu sang chưa chắc tâm hồn có phút giây yên bình, xa lắm niềm vui anh, đời kia vẫn có những người. Chào em, em có nhớ anh không? Chỉ sợ anh quên em thôi. Còn ai đây? À, đây là Khang, bạn của anh. Nó đang buồn tình, em có thể giúp bạn anh vui được không? Chào anh. Chào em. Anh tên gì? Anh là Khang. Sao nhìn anh buồn quá vậy? Thôi vô đi. Phút giây yêu lòng đánh mất đi chính mình, sống trong sáng giàu mà tâm hồn. Rồi vô nè. Hết nha. Có bao nhiêu tiền cũng làm chi. Người ta cũng hết đi. Đi tìm những tháng năm yên bình, nhưng biết tìm nơi đâu. Vì ngay trong trái tim người bao rung gió quay cuồng, thì làm sao tìm được bình yên. Dù sao chưa chắc tâm hồn có phút giây yên bình, xa lắm niềm vui anh, đời kia vẫn có những người đời nghèo khó khôn cùng, nhưng trong tim ngập tràn niềm vui. Nhưng biết tìm nơi đâu. Vì ngay trong trái tim người bao sóng gió quay cuồng, thì làm sao tìm được bình yên. Dẫu sang chưa chắc tâm hồn có phút giây yên bình, xa lắm. Thôi đi anh, phê lắm. Thôi đi mà, phê lắm. Vui mà. Hút thử đi mày. Vô vô. Tao không quen. Thử đi, từ từ mình sẽ quen. Có cần anh giúp gì không em? Em không biết tại sao tự nhiên cái xe nó bị chết máy nữa. Anh coi coi. Anh cũng không rành nữa. Đường bây giờ rất là khuya, mà tiệm sửa xe lại không có nữa, nguy hiểm lắm. Hay là bây giờ á, anh đưa em về ha? Anh đưa em về bằng cách nào? À, bây giờ em chạy xe anh đi, rồi anh để bộ xem từ từ. Thôi không được đâu, như vậy kỳ lắm. Mà thôi, em đứng đây đợi anh nha. Đợi anh xíu nha, anh quay lại liền á.
không có gì đâu. Em sao vậy? Anh đâu làm gì em đâu? Trang định làm cái gì? Tôi xin anh, tôi không có gì đâu, anh tha cho tôi đi, tôi không có gì đâu. Em đứng lên đi. Anh không có gì hết, em đứng lên đi. Trang định làm cái gì? Bây giờ anh lấy dây này này, anh buộc vào xe anh với cổ xe em, rồi anh kéo em về nhà. Vậy mà anh không nói sớm là em cứ tưởng. Con gái con lứa, đã coi phim nhiều lắm phải không? Dạ. Thôi khuya rồi, bây giờ làm về lẻ đi. Từ khi anh biết em, thấy cuộc đời rộng hơn, và con phố bóng vui những khi mình hẹn hò. Dẫu trong từng nụ cười là giấc mơ, anh về người sớm mai trong nắng hồng, dịu nhau trong mê say. Lời yêu thương ngỡ như gió trong lành mênh mang, về dù ca giấc mơ thâm sâu thêm từng ngày. Dẫu cho đời chuyển rời thì trái tim anh một đời mãi yêu em suốt đời, dù đời mang mưa gió. Cảm ơn anh Hoàng nhiều lắm. Không có anh hôm nay không biết khi nào mới về đến nhà được nữa. Không có gì đâu em. Giờ khuya rồi, thôi em về nhà đi ha. Dạ, bye bye anh. À, mai cho anh xin số nha. Dạ được ạ. Anh cảm ơn. Dạ, anh về đi ạ. Dạ, về nhắn tin cho em nha. Bye bye, bye em. Cứ yên lòng vì bên anh luôn có em, trọn vẹn yêu em mãi thôi, suốt một đời không phải coi như tao giúp mày đóng kèo phí thôi. Thôi đi.